Đoàn nghệ thuật Cải Lương Nam Định trân trọng giới thiệu vở diễn Bến Nước Ngũ Bồ, tác giả kịch bản cố nhà văn Hoàng Công Khanh, chuyển thể cải lương nghệ sĩ ưu tú Ngọc Chi, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Hoàng Anh Tú, họa sĩ nghệ sĩ nhân dân Doãn Châu, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Bùi Thanh Hằng. Và sau đây, vở diễn Bến Nước Ngũ Bồ xin phép được bắt đầu. Sàng đợi lệnh chủ tướng. Lê Liêm phải hạ thổ một số quân minh để bắt điểm, rồi rủi nhanh tới Ngũ Bồ ra. Con sông chia hai miền Chiêm Việt, Lê Liêm sẽ bị vượt sông sang đất Chiêm Thành.
để lôi kéo những nghĩa sĩ Việt còn ẩn náu ở bên đó từ khi Hồ Quý Ly thất trận, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của vua Chiêm Trà Hoàng. Lê Liêm hãy vào chờ đò trong quán nước của Lão Đồ, một ông trải nghĩa khí, vẫn thường đưa đón những người vì quốc sự qua về bến Ngũ Bổ ra. Lê Liêm hãy nhận lệnh ta, rồi mau lên đường và gắng hoàn thành sứ mệnh. Xin chủ tướng hãy tin tưởng nơi tôi. Tôi sẽ gắng hết sức để sớm hoàn thành sứ mệnh. Xin bái biệt và hẹn ngày tái ngộ. Rồi tráng sĩ Lê Liêm có tới được Cố Bồ Giang, con sông chia đôi biên giới Chiêm Việt vào những năm 20 của thế kỷ 15, thời kỳ bắt đầu của khởi nghĩa Nam Sơn với bao chiến công hiển hách. Tây nắm đất con tin tổ muôn đời, chàng giữ lấy khỏi quên tình đất nước. Đất nước còn, không còn em cũng được. Đất nước không, em có cũng bằng không. Kẻ bến Ngũ Bổ. Ơi Ngũ Bổ Giang, sóng sông ô ập cả đàn. Cả đàn con yêu, câu hoa mãi đầy xiêu xiêu, chiều chiều lại nhớ lại chân chiều chiều. Tình riêng nở nước gian nan, nghe câu mang đầy lệ lệ chàng nhớ sơn hà loạn chiến tranh. Tuổi già việc nước nhẹ vô tình, biên cương hồn vọng về thôn ấp, ai quạnh sầu lên phút để tình, mây trắng in sông dài, ai có hay cho lòng bồn chồn nhớ mong, đợi người sang sông bên mái tranh hiu quạnh, hoàng hôn phủ che núi đồi, khi ánh trăng dương tàn thuyền nan đón đưa
Trinh con. Dạ. Dạ, cha gọi con ạ. Cha nhận được mật báo của chủ tướng Lam Sơn. Dạ. Là nội nhật hôm nay tráng sĩ lê liêm với tới ngũ bổ giang để vượt sang Chiêm Quốc. Dạ. Nên con phải ở nhà để chờ tráng sĩ. Dạ, dạ, mong cha hãy bảo trọng ạ. Còn cha, cha đi phải sang Chiêm để đón thằng Bạch trở về. Đây tên Lê Liêm theo phường đạo nghịch, cán tội hành thích bộ tướng Minh Triều, mệnh lệnh dõi theo khắp trong quốc thổ, ai biết cáo tố sẽ hưởng bạc vàng, ai xấu phạm can chú di tam tộc. Lại cáo thị, lại ít niêm, bao giờ bố bay hơi lũ cường quyền, đất bằng rào rạt phong ba, ngổn ngang chiếc bia sơn hào vì đâu. Mấy tháng nay tiếng đồn trong thiên hạ rằng tráng sĩ Lê Liêm, em của Lê Vương, hành thích tướng Minh Tông võ ngựa dọc trường, sang Chiêm Quốc chiêu binh chờ ngày khởi sự. Đường sang chiêm chỉ cho quán này chèo thuyền đưa khách lữ, ngày đợi đêm mong, sao chẳng thấy bóng chàng. Anh ngoài dặm cỏ giờ đây đang rong ruổi một mình, nắng lồng nhạc ngựa lung linh, phải chăng khúc hát tăng trình biến phương. Sợn sợn lạ thường, phải chăng bỏ ngựa kê đường quan sáng. Nhưng sao bần bật tiếng vàng, nhạc im điệu nhạc, chiều tan sáng chiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời em mơ ngày lên mây sương đêm thân lành quang thêm lành đời bỏ tới bên nước Ngũ Bồ, ta đã vượt qua bao nhiêu sông đuổi của giặc Minh và lũ quan tam bán nước, ta đã gánh trên vai sứ mệnh quân vương Lê Lợi sang Chiêm Thành chiêu nạp hiền tài chờ ngày khởi sự. Bên kia sông đã là nước Chiêm Thành, ta nghe đồn rằng ở nơi đây con lão lai đồ vẫn ngày ngày lén đưa các tráng sĩ qua sông, nhưng sao ta ngóng mãi vẫn không thấy con đò nào cả. Ô hay, quán không người, có ai không, có ai ở đấy không, có ai không? Dạ, dạ xin quý khách dung tình không kịp đón nào. Kìa, nam. Tráng sĩ là... À, ta chỉ là một nữ khách qua sông, thèm vô cùng và khát vọng mênh mông. Dạ, tráng sĩ đi từ vạn dặm xa xôi, cần dùng rượu hay cần nghe tiếng hát à? E rằng cả hai thứ ta đều cần. Vậy thì đây là bò rượu chát, được cất bằng hoa và men lá biên khu. Vậy xin người mời thưởng thức chút công phu ạ. À. Chút công phu ạ? À? Dạ. Xin cảm ơn nàng. Tráng sĩ là ai? Ta chỉ là một lữ khách qua sông, thèm vô cùng và khát vọng mênh mông. Ta muốn qua sông liệu có được không? Dạ thưa tráng sĩ, mong tráng sĩ hãy giữ lời, kẻo mang họa vào thân. Tại sao? Bởi lệnh của tướng Minh là triệt phá tất cả các giang thuyền, không cho ai qua lại trong lúc này. Kìa, tráng sĩ! Rượu nghiêng vò, rót cạn bóng chiều hôm, người nâng bát cho ấm lòng à. Xin cảm ơn nàng. Rượu nhấp mãi cho quê lòng sầu sương, uống làm chi? Uống làm chi nhưng không uống không đành. Ta rót một mình, ta cạn một mình, say chưa bén đài cô đơn chót vót. Ta đối mặt ta mời ta rót. Nào, uống! Không, không, ta không được phép thế cùng ngồi độc ẩm. Không có thơ phú nào giải được nỗi nguy cơ. Ta quyết đi và thề không thất bại. Kìa, tráng sĩ! Xin bước dùm nhẹ nhẹ. Nương tử ơi, ta đang uống máu thù. Quái say ném mắt vang cười, nghiêng nghe mở cái sầu đời bà điên. Rượu sắm với khách băng miền, vượt sang Chiêm Quốc nhưng thuyền không sang. Và đây là Ngũ Bồ sang, đường chia biên giới. Ta sẽ phải sang cho kỳ phục. Nhưng sông sâu nước lớn mà người lại tay không. Nghĩa là ta không thể sang sông lúc này được sao? Dạ không thể ạ. Vậy thì xin bãi biệt. Khoan à... Nghĩa là vẫn có người chở khách sang sông sao? Nhưng tiếc quá, quý khách chỉ là khách lữ, thèm vô cùng và khát vọng mênh mông. Mong người được trắng sáng sông phải là ai tài đức gồm hai, biết đâu nỗi đau của sơn hà xa tắc, giờ nghề phong binh bất đau đo tương muốn
mang bố ngò tung hoành một phương sắc mà dối. Tuổi đó đang lần quân đâu đây, vì quân phụ ngày đêm đang truy đuổi săn lùng. Nàng là sao mùa chuyên tận lương, tôi là nghề bán rượu bên sông. Cáo thị hàng ngày tôi đọc đã lâu, có chân dung tên tôi không thể sai lầm, nên vội vàng bạch lẽo đôi câu. Dạ thưa tráng sĩ, quán rượu dựng nơi đây làm dụng ý, làm chẳng đưa người sang chiêm quốc chiêu binh. Và tôi là con gái chủ quán, người lái đò yêu nước. Vậy cụ đâu? Dạ, cha tôi sang chiêm từ trước, đón anh tôi là Trần Bạch trở về. Nương tử ơi, xin người hãy đưa tôi qua sông, để tôi sớm hoàn thành sứ mệnh. Dạ thưa tráng sĩ, đợi khi cha tôi quay trở lại, tráng sĩ sẽ được vui lòng toại ý. Có bóng người đang bước chân lảo đảo tiến lại gần đây. Để tránh bất ngờ, nó đang tạm phút giây. Đằng sau quán là bạch ngàn lâu sầy, có một lối mòn dẫn đến miếu sắc thần, và đó sẽ là nơi ẩn náu khi có biến xảy ra. Thưa tráng sĩ, thôi đi thôi. Ta đi thôi. Rượu bồ đào say díu cả đôi chân, đầu không uống mà đầu quay đáo để. Thôi, thiếu hơi men chân tay anh héo rũ. Thị Trình, em hãy đi tìm rượu cho anh. Anh ơi, nhưng mà rượu em đã bán hết rồi anh ạ. À. Sao? Rượu em bán hết rồi à? Sao? Biết thế này anh về làm chi? Ở chiêm thành đêm ngày đó say, gái nước chiêm thiên hương cũng sắc, say rượu say tình quên hết chuyện non sông. Thế sự đổi thay mặc ai lo liệu, hồn mộng bạch theo tiếng nhạc buồn si. Sắc chiêm chỉ say nhà cờ bạc, chỉ ham rượu thôi, chỉ ham cái sắc. Anh làm cho cha thất vọng quá rồi. Trình ơi, em có biết không, bao gian si hoài hùng, bao gian tuấn kiệt lấy lực, sang tới chiêm thành cũng chẳng khác gì anh. Anh Bạch, anh chẳng qua chỉ là con một lão đưa đò, hơi đâu tính chuyện sống hồ, chỉ cá đông đầy cò diêu mà thôi. Đã quên hết cả lời cha dặn dò. Anh nghĩ lại đi chứ. Anh đã nghĩ kỹ rồi em ạ. Hoài hơi lo trước mối lo thiên hạ, tội gì không vui trước cái vui chung. Một đời người được mấy dịp lung tung. Sách có chữ rằng chơi là lãi đấy, quân tử xuất phù ngàn xưa đều vậy. Hôm gặp cha anh đã nói hết rồi. Anh ơi, thế cha bảo sao hả anh?
đúng là ông lão dở hơi. Chưa chi đã đánh phủ đầu ngày trước, rồi sắp ngửa lôi anh về bằng được, không cho dừng một phút lại bên chiêm. Ơ kìa, anh ơi, tiên trà đâu rồi hả anh? Đang nghề hộp dìm thuyền ngoài bãi cát, toan lời bẻ gãy mái chèo tan nát, thề từ nay không chở khách sang chiêm quốc nữa. Anh ơi, anh dậy đi, anh ra ngoài bến can cha, xin cha kìm đò lại, vì đêm nay sẽ có khách qua đò, vì quý khách là người... Dù có lòng thánh, cũng không làm thay đổi được ý cha. Anh ơi, nhưng mà quý khách là người... Rất lỗi lạc tài ba tuấn kiệt, siêu quần, kiêu kỳ, dũng mãnh, sang đất lạ với hai vai sứ mệnh. Đâu, thế ông tướng đang chui ở đâu? Đâu? Em bảo này, bây giờ anh cứ ở đây nhá, thì em sẽ đi mua rượu cho anh nhá. Mua rượu. Vâng. Này, dạ. Nhớ là phải mua đầy vò nhá. Dạ vâng. Này, thế cái ông tướng đang chui ở đâu nhỉ? Đang chờ ngoài Giang Thần Miếu ấy. Giang Thần Miếu. Anh ơi, này, em bảo này, thôi, anh cứ đứng ở đây, em sẽ đi mua rượu cho anh. Anh không được nói gì nhá, không tay bành vạ gió đấy nhá. Giờ biết rồi. Đứng đây. Nhạt mồm quá. Ông khách này đúng là một tay nghiện nặng. Bao nhiêu mà hết sạch sành xanh. Vớ được nhau đấu vác một vài canh thì mới rõ được tài cao thấp. Giả như lúc này ta đang ở bên chiêm quốc thì rượu sẽ làm bốc lửa tim gan. Trong vòng tay bao người đẹp mơn man. Thằng nàng ơi, hãy chờ ta, hãy đưa ta vào cõi hồng. Ha ha ha!
ngày đêm rượu uống ly bì, gây quanh gái đẹp cần gì quê hương. Nàng ơi, mày là đứa nào? Là tao đấy. Thế tao là thằng nào? Đại nhân đáng ít. Trần Thành, dậy đi, dậy đi. Mày đâu? Thì ném bộ thằng này xuống sông bồ cho ta. Ôi trời ơi, xin đặng đại nhân tha mạng ạ. Trần Bạch, dạ, nói cho tao biết lão đồ đâu. Dạ thưa đặng đại nhân, xin hãy nghe tôi tận tưởng đâu lại. Cha tôi mua rượu méo ra cân và sắp nhớ về đây. Trần Bạch to gan, nhớ quanh cô hay nói mong dung thần khi anh dương ta có kẻ qua đây. Với người hồng hỏi nói sáng sông ngày để tôi nhớ lại xem, hình như có à mà không, có phải anh là trong mạng triều đình đặt lần trốn ở Giang Biên? Đúng vậy thưa đại nhân, từ sớm tới giờ chưa có ai qua lại. Tôi đã tồn tận cũng khai về ngài tiếc hay tha. Trần Mạnh, người dám dẫn mặt ta, người muốn chết à? Thật dạ thưa ngài, xin ngài cho say mà chết, chết mà say ạ. À, người muốn uống rượu trắng. Dạ. Rượu ngon, dạ, rượu ngon. Ngon ạ. Nhưng người muốn uống rượu thì ngươi phải hứa với tao một chuyện, rồi ta sẽ bán cho cả nợ. Dạ trương này, hứa gì ạ? Ngươi phải hứa là sẽ cùng ta bắt tên quốc phạm hiện còn lẫn trốn quanh đây để ta đau lộn mình nhiều, rồi ta cùng chiếc bóng lòng hiến binh. Dạ. Ngươi cũng chức quyền như tháng binh họ đặt rượu quả thích say mềm. Bạc tay họ mặc sức tiêu pha. Như vậy chẳng hơn là làm con một ông lão lái đò. Dạ. Trần Bạch nói đi, tên quốc phạm đang trốn ở đâu? Dạ thưa ngài, xin cho Bạch này dăm hớp để Bạch này sáng trí. Mày có nhớ ra chăng ạ? Được, uống đi. Uống đi. Sao, rượu của ta có ngon không? Ngon, sướng khoái vô cùng, vui không kể xiết. Ai cười ta, ai khinh ta, cơn men dốc tận giang hà. Say rồi bảo chúa cũng là thằng say. Vậy thì uống tiếp nào. Dạ. Nào, uống đi không Trần Bạch. Thế mà nhịn suốt từ lúc về đây, lão khách ấy vét nhắn mọi vừa rồi cút. Khách mà lão mù gì? Liễu xanh hay cỏ lục, đỏ hoa đào hay vàng tươi hoa cúc, là cứ là tùy ý ngài. Người làm nhà cứ như một thằng điên thế. Nói đi, tên quốc phạm đang trốn ở đâu, rồi ta sẽ bán cho cả nợ. Đang ở ngoài miếu giang thần, chờ khi nào trăng rụng sẽ vượt sang chiêm quốc. Rồi, đúng nó rồi. Vậy mà ngươi không nói với ta từ trước.
Người đúng là đồ vô sư. Bày đâu? Hãy theo ta ra bầu sông bắt tên cướp phạm. Mau lên. Có đúng là tên Đặng ấy chứ con? Đúng chứ ạ. Chả đoán rằng hắn đã đến quán để tìm Lê Tráng Sĩ. Nghịch tử, vẫn còn say túy lý, chưa cất nổi cái đầu tử chim quốc về đây. Trang ơi, Trang ơi, lộng rượu lạ chứ ạ. Rượu, anh lấy ở đâu ra thế? À, thì có người vừa mới bán cho anh. Uống cả rượu gian khủng, đến thế là cung. Dạ thưa cha, xin cha hãy cảm thông. Hắn là cứ mời mãi, con từ chối nó không tiện. Nó thuê rượu, mọi gan mày hỏi chuyện. Rượu uống rồi, mày đâu dễ làm ngơ. Anh đã nói những gì hả anh? Thì toàn là đạo lý văn thơ. Rượu rồi thơ, thơ rồi rượu, nước lũ ổ lên thế này. Anh ơi, em sợ anh uống say, nhớ anh nói sai. Thế anh có nói cái gì đâu? Cầm đi. Không đời nào tên phản dân Đặng Ích từ kinh đô về đây lại ban rượu quý cho mày. Mày hãy nói tao nghe, mày đã khai những gì? Phải nói thật, nếu không tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Con xin cha hãy đền con nông dân, cho con được nói lời tâm huyết dù thiên nắng dương tan còn cũng nguyện cam lòng. Nhà ta chỉ có anh một người sẽ phải sống. Hay đã cho hay ta đều lầm lỗi, con xin lấy thân mình để tội cho anh. Anh mẹ hiền còn chưa mất núi non sân, mỗi lần cha dần đến xa quê hình mang. Cả ba mẹ con cùng quỳ xin chịu oan, chia sẻ đòn roi, chia sẻ lỗi lầm. Cha ơi, con xin cha, xin cha, xin cha hãy khoan lại mùi hòn tâm bệnh tâm suy nghĩ. Cha nghĩa chung bao năm, giờ đây nào có hơn ai. Một mái lều mục nát và nắng mưa kiếp cô đưa đò, trời mù mồ sông vắng, cuộc đời vui nước chim đang chờ. Con phải luôn kể cần sao chưa để quyết bao bàn mắt anh hay để có bằng giấy xưa anh muốn đi điều tâm để phần bởi do con trách nhiệm anh chưa tròn. Phải chắc con định đã lỗi với mẹ con bằng cách đòn roi mẹ con riêng chiều. Anh con sẽ chấp lòng hối cải ăn năn. Con chị là kia. Con xin cha. Thằng nghịch tử, mày hãy nói tao nghe, mày đã khai những gì? Dạ thưa cha, tên Đặng Ích nó dọa giết con. Dưới lưỡi kiếm gai, con ghê lòng hoảng loạn,
đành để nói ra là tên miếu Giang Thần. Như thế có nghĩa là tôi chết rồi. Trời ơi, miếu Giang Thần là nơi chân sĩ đang ẩn náu cha. Trời ơi, thế là tráng sĩ khó thoát được rồi. Thì Trinh, dạ, hai cha con ta sẽ ra bờ sông để đi tìm Lê tráng sĩ. Dạ. Trinh đã đi tìm Lê Tráng Sĩ mà vẫn bật vô âm tín. Không biết người có trốn thoát được hay bị quân Minh bắt mất rồi. Còn thằng Bạch con ta thì nó cúi mặt khom lưng để theo phường bán nước. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như lúc này. Khai bà chở khách sang chiêm vào những đêm trắng tối. Bà nhắm mắt trên cánh tay tôi bởi mũi giáo thù ngược loang đầy máu đỏ. Kề vai tôi và gắng gượng thì thầm: ông ơi, ông hãy sống vì con. Nhưng tôi đã phụ lời bà ủy thác. Thằng Bạch ơn hèn cúi mặt khom lưng theo phường bào ác, còn Trinh nói chí cha nhưng chỉ là phần liễu yếu đào tâm. Bà con thiêng hãy về đây bên nước ngủ bồ cho tôi cùng theo để khỏi nhục với ông bà điên tổ. Cho dù mình đôi nơi đêm những đêm mệt mù sương trắng rơi,
vai, nước mắt đất năm cánh, ai giấu cho tâm tình cuộn trào dòng sông. Vừa sống quyết lòng nước non này cùng nhau giữ gìn. Bão tố phong ba trắng sơn lòng, bên ngàn xóm sắc kim trùng qua hồi giang phố, bên sông mù sóng cuộn trào dâng vững của tay trèo. Sang sông vượt qua bão giông. Cha, cha ơi, cha ơi. Thị Chính. Cha, con vừa ngoài bờ sông về, được biết suốt từ đêm qua cho tới sáng nay, quân binh tẩm đã gắt gao vì biết Lê Trang xin qua sông. Hiện nay miếu răng thần đã bị vây kín trà. Lại là tên phản dân đặc ích đi mà. Cha ơi, có cả anh Bạch nữa. Còn nói sao, cả thằng Bạch nhà mình nữa. Dạ, hai người đi sát đất, cùng xông vào trong miếu bắt Lê Liêm Trà. Là đồ súc sinh tham phản đấy. Thế là tráng sĩ đã bị chúng bắt thật rồi. Trời, nhưng mà trời còn thương người hiền, tráng sĩ đã trốn thoát rồi ạ. Sao? Người đã trốn thoát à? Dạ, người đã bỏ đi từ trước rồi. Như vậy là nghiệp nhà Lê còn vững. Tuy vận nước đang trong hồi điêu đứng, nhưng cơ đồ không lâm bước nguy vong, đã thuận lòng người, trời cũng góp công. Cha ơi, nhưng con còn e một nỗi, nếu không nhanh lại xa vào vòng tay của chúng như chơi. Phải mau tìm gặp được người, ta kiếp sáng chim trọn lời. Mái chèo trong tay cha vẫn còn nguyên vẹn, thuyền nhỏ mong manh cha vẫn buông xào trên bến ngũ bộ giang, đón đợi khách anh hùng. Người sẽ sang chiếm để chiêu hùng tổ nghĩa, phá quốc tù diệt ác trừ gian. Khúc gái hoàn sẽ vang dậy nước đàn, cha chuộc tội với non sông vì đứa con phản quốc. Thà chết vinh còn hơn sống đời nhớ nhuốc, giờ ta sẽ chia nhau tìm bóng đấm anh hùng. Bộ giang sóng cuộn trào dâng, hơn trăm bao nỗi gió xa, ta sẽ đưa ấy sang sông, chèo qua giữa đêm trăng lặn. Dù bao gian khó hiểm nguy, lòng ta luôn vững niềm tin son sắc bền, đàn vững tay khua chèo. Cho dù sóng cả nguy nan, xin thề lấy mạng chở che anh hùng. Đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không ta bỏ cũng bằng không. Trọn đời chúng yêu nước nơ non, lời ai vang vọng sắc son câu thề. Thị Trinh. Dạ. Con hãy cất mái chèo.
để cha ra bờ sông đi tìm Lê Tráng Sĩ. Dạ, mong cha hãy bảo trọng. Hãy quay đắt mãi đi, không quay ta đi. Ngay âm thanh. Mật đã ngọt mà thiếu người đâu xài. Rượu thông rồi chẳng chắc lại cùng em. Gió lùa lạnh ngắt áo xiêm. Ngày đông quán lèn bố duyên là ngồi đây chắc mất mùi đường ngờ phi có mộng hương. Ôi lá vàng rơi trên bay nhỏ tình lá vàng thay lệ em rơi không cho vọng biệt dâu thơm thơm sẵn ngồi rất lắm chẳng rồi thân xác quê dừng nơi quan tâm cha bạn muốn trời sống tình giao dắt đầy vơi cho hết lời yêu cho càng lễ muôn lời hết thề chưa trọn chưa ai thân đau điên thế giường xoay vần hoài mong trời quốc xưa thanh. Hoàng hôn xuống lạnh nhớ lắm người ơi khi trăng sẽ non ngoài thương lắm người ơi khi sông phố hoài quán nhỏ thân nhỏ hết đời. We'll be right back.
nhớ. Về câu chuyện chiều qua. Câu chuyện chiều qua là chuyện gì vậy thưa ngài? Là chuyện có một chàng trai dung mạo hiên ngang, đeo kiếm đuôi bạc và áo xanh lam, chấp choáng hoàng hôn tới đây mù rượu. Quán rượu này trước bán khách vãng lai, bán rượu lấy tiền đâu có chùa. Tới đây đâu chỉ bỏ thai mà rất nhiều người qua lại bàn tâm. Mời đại quân tình là một đạo tặc hay một tên lính chân đạo vũ thương ngài? Một cảnh gái sắc nhọn quý Lam Sơn hành thích mệnh quán rồi trốn đi biệt rằng. Thật đúng là châu chấu đá vôi, dám cản bánh xe dũng mãnh của tiên triều. Bè đảng Lam Sơn tốn phù lễ lợi, cùng nguyên trái chúng đội đá phá trời. Một thảo trưởng dám mơ ngủ ai vàng, một phủ nhô dám ngộ nhận quân sư. Họ dám vậy sao? Chúng mua ngựa chữ thêm nhiều lương thảo, rúa kiếm mài ươm trong núi Chí Linh, ngầm sai người sang chiêm quốc triệu binh, thảo hịch xuất sư chờ ngày khởi nghĩa. Dạ thưa đại quan, sĩ tướng nhà Minh mạnh như nó cuốn, chúng làm gì có sức mà chống lại được thưa ngài? Không thể coi thường lũ loạn quân ấy được. Dạ thế ngài định tính làm thế nào ạ? Phải lùa quạc ra khỏi hang. Dạ thưa đại quan, nếu ngài tin tôi có thể giúp ngài một tay chém đầu tên phiến loạn ạ. Để phò an cứu xa tắc, bèn đối chân ngựa đá, giữ vững Âu Vàng nếu cao nghĩa cả có bình định vương chứ gì. Hồi đi, nói cho nàng biết đi chuyện hầu nhan làm khí giới phật nữ nhi. Phật nữ nhi lo chi việc tiểu sinh. Thì trinh, ta nói cho nàng biết, nếu như nàng giấu che tên quốc phạm thì quán rượu này tao sẽ đốt thành cho. Và đầu lão đồ sẽ bêu chức ngũ giáng bồ. Và nàng, tao sẽ biến mày thành con mồi cho đám linh minh xa nhà làm trò tiêu khiển. Đi đâu? Anh ơi, em sợ quá anh ơi. Dạ, lui, xin công hãy tha cho em gái tôi ạ. Em gái mày mà giấu che quốc phạm, tao cũng giết. Dạ thưa ông, tôi đã tìm ra dấu vết của tên quốc phạm, xin công hãy tha cho em gái tôi. Tôi sẽ đưa công đi truy bắt ạ. Trần Bạch, mày đã lừa tao một lần rồi, mày định lừa tao một lần nữa. Dạ, xin các ngài hãy tin tôi. Thôi được, tao sẽ tạm tin mày một lần này. Nhưng nếu mày còn lừa tao, tao sẽ giết cả nhà mày. Mau dẫn ta đi tìm tên quốc phạm. Xin các ngài hãy theo tôi. Đi, anh Bạch, anh Bạch. Đừng lại, tao sẽ còn quay lại. Lý đâu, theo ta.
Trinh. Thị Trinh, anh ta ở đây. Ôi, anh ơi, sao anh lại quay về đây? Chúng nó đâu rồi hả anh? Anh ơi, anh đã lừa cho chúng nó chui vào bảng ngàn long sạch rồi anh trốn về đây. Anh ơi, thôi anh hãy đi đi, không có chúng nó quay lại nó giết anh mất. Anh sợ lắm. Không, anh chưa đã cơn say, anh chưa đi được. Rượu, rượu đâu mà nhiều như thế này. Anh Bạch, rồi anh đừng khóc nữa. Anh đã phản bội quê hương, trời sẽ không tha thứ. Thôi, anh hãy đi đi, nếu không cha sẽ giết anh mất. Nếu anh không chết trên mũi đau của cha thì anh chết trên mũi giáo của thằng Đặng đấy. Thôi anh hãy đi đi, anh hãy đi đi. Thị Trinh, đến bây giờ em không đuổi anh đi nữa sao? Em nào dám đuổi anh, mà chỉ khuyên anh nên tránh cơn thịnh nộ của cha. Cha sẽ không tha vì anh đã theo mở băng cướp. Em cứ mặc anh để anh dũng hy sinh những võ này cho thỏa chi một bên. Anh Bạch, rồi lúc trăng lên anh lại sang chim sống cuộc sống ơn hèn. Tay đã chốt nhúng chàng, mặt đã lâm buồn nhớ. Đã chốt say mê, cờ mặt sướng ca gái đẹp dịu lòng. Lùi tàn đi chi khi tan vòng. Anh hãy nghe ai nói mà tổ thân nỗi dài đất nở quanh sông ta. Em mới cùng với anh sang nước chiêm thành đi. Không được, mái chèo cha để đâu? Mái chèo không, đúng rồi. Không được đâu anh. Đây rồi, mái chèo cha để anh đâu? Tị Trinh, em phải đi ra thuyền với anh. Không, không. Tị Trinh, không được đâu anh ơi. Tị Trinh, em mới đưa mái chèo cho anh. Không được. Tị Trinh, anh ơi, em xin anh. Em phải cùng anh sang chiêm quốc. Nếu ở lại đây, chúng ta không tha cho gia đình mình đâu. Anh ơi, nhưng còn cha thì sao? Khi sang tới chiêm quốc rồi, anh sẽ quay lại đón cha. Đâu, đi, không được, em phải ra thuyền với anh. Nấp ở đâu mà sao tao tìm cả ngày vẫn không thấy.
Thị Trinh! Thị Trinh! Thị Trinh đâu rồi? Thị Trinh! Ông là ai? Tôi là người lái đò trên bến Ngũ Bổ Giang. Còn tráng sĩ có phải là... Tráng sĩ Lê Liêm! Trời ơi! Tráng sĩ Lê Liêm! Cả ngày hôm nay, ta và Thị Trinh đã đi tìm Lê Tráng Sĩ mà vẫn không thấy. May quá, người đã về tới đây rồi. Ta tìm về để hỏi tội Thị Trinh. Nàng đã đem ta tố giác với quân Minh, lại giả dạng đóng vai người nữ kiệt, không nhanh trí thì thoát ra khỏi chết. Ta tìm về. Tráng Sĩ, tất cả là do thằng con Trần Bạch. Chứ Kỳ Trinh, nó không có lỗi trong chuyện này. Không, ta không tin. Tráng Sĩ, lão xin thề trước tấm bạc đầu dấu, lời lão nói hoàn toàn là sự thực. Ta không nghe những lời biện bạch, rồi ăn phục những lâu mồm chưa sạch, đã hại người rồi lại còn đổ bẫy cho nhau. Hết con rồi lại đến cha, Thị Trinh. Tráng Sĩ, lão xin thề, nếu bắt được thằng con Trần Bạch, lưỡi mác trong tay ta cũng chẳng dùng tình. Dù nó là thằng con trai duy nhất của mình, đã bao đêm lão trong đèn không ngủ, dẫn cho mình rồi lái cối cho thân, dẫn cho mình đã sinh kẻ bất nhân, tuổi cho thân dạy con chẳng nên người. Ôi bầu trời vàng vàng ánh trắng soi, xin hãy chứng cho ra một đời chúng mới. Tráng Sĩ, người phải tin lão già này chứ. Không, ta không nghe những lời biện bạch. Lão giỏi ăn cùng còn lâu một chưa sạch, hại người rồi thì còn đổ mấy cho nhau. Hết con rồi lại đến cha, Thị Trinh. Nếu gọi một quay cha con tôi bội phận, thì mà xin trao lại cho người. Để đổi lấy danh thơm mãi mãi muôn đời, dặn cha con người treo đỏ trong lên, chung quy nghĩa tình một nhà mới nương sông. Ngũ Bổ Giang chẳng kể bao dung, không quan hiểm nguy khi quân thổ dình dập. Xin mời hãy rút gươm rồi vượt sông cho lắm, để làm tròn sứ mệnh với quê. Nàng bảo ta tới Miếu Giang Thần, vừa tới nơi sao đã có quân Minh truy đuổi. May mà rừng xanh ngút ngàn bãi lau muôn lối, kịp rời chân nên ta đã thoát thân. Nếu Tráng Sĩ vẫn còn nghi hoặc, đây chỉ có ánh trăng soi vằng vặc, chứng cho lòng ngay thẳng của già thôi. Giữa rừng gươm miến lửa bốc ngang trời, hai cha con lão đã không quản hiểm nguy để kiếm tìm Tráng Sĩ. Tìm ta? Tìm để bắt chứ gì? Lấy hoàn quan tiền kèm thêm phẩm chuẩn, ai không thèm và ai lại không mê. Dù không tìm ta thì ta đây cũng tìm về để khen thưởng lưỡi gươm quả báo. Người không tin biết lấy gì đảm bảo? Đây, nguyên văn chính cảo, người đọc đi rồi sẽ rõ.
hịch khởi nghĩa Lam Sơn, Ấn Lê Vương, chữ Quốc Công Nguyễn Trãi. Hịch cho sĩ tốt thần dân, ta nghe núi nùng sông nhìn, mấy nghìn năm còn in dấu uy linh. Bến kiếp ải hàn trăm trận đã mở đường oanh liệt. Lệ xưa nay giặc đến tướng ngăn, cũng vẫn còn giữ được sao? Tuy quốc cấm nhưng lại là quốc bảo, nên thân già dù thịt nát tan thây cũng không hề buông lòng khỏi bàn tay. Thế mà tráng sĩ vẫn còn nghi hoặc thì xin người hãy xuống gương đi. Không, không, lòng lão trưởng và nương tử như sông dài biển rộng, chứa mình mang một con sông xuôi về. Xin tha lỗi cho vạn sinh cô lộ quê buồn, thiếu xét si mỗi buông lời xúc phạm một con người đầy nghĩa khí trung can. Trinh ơi, xin đừng trách kẻ trốn quan sát, tận cát bụi phong trần lữ khách. Giải độc tâm từ đây xin thắt chặt, tình mũ hồ lan xin ghi tạc trong lòng. Tên tàn nạn sao in lấp lánh, chẳng sẽ sang sông biển để mây mùa trắng. Đi giữa hờn nỗi đau vòng vung, hãy gác tình riêng để đánh trốn tình chung. Hãy đâu? Về đâu? Bảo vệ nơi này cho ta. Quân giặc đã bao vây tứ phía. Thị Trinh, đạo trưởng, bọn này dẫn tráng sĩ ra bờ sông ẩn nấp, trả lại đốt quán để giữ chân quân giặc. Chào em. Đi đi. Chào em. Tráng sĩ, mong cha hãy bảo trọng. Đi thôi tráng sĩ. Lên đi, cháy lên nơi ngọn lửa hồng, dèo lên nơi hỡi muôn lòng nguội tanh. Cháy lên nơi ngọn lửa hồng, dèo lên nơi hỡi muôn lòng nguội tanh. Tiếng mưa rào chút nước, không biết bao giờ ta mới có thể qua sông được. Theo như lời cha dặn, đêm nay ta sẽ ở lại đây, đợi khi cha quay trở lại, cha con em sẽ đưa chàng qua sông. Quốc phạm đang trốn ở trong giang thần sĩ chúng, hãy bảo vệ nơi này cho ta và bắt bằng được tên là quốc phạm. Nàng hãy để ta đối mặt với bọn chúng. Không được,
chàng mà ra mặt lúc này là hỏng hết mọi việc. Việc của chàng là phải sang chiêm quốc chiêu binh chiêu hiền tổ nghĩa, còn mấy việc ở đây chàng cứ để em lo. Không được, nàng là phận nữ nhi, làm sao có thể tính với bọn chúng được. Nàng hãy để ta. Ngũ Bổng Giang, em thuộc như lòng bàn tay, chàng đừng lo cho em. Thôi, chàng hãy tạm lánh ở đây, nhanh lên. Kìa, nhanh lên. Thị Trinh, chàng nàng hãy bỏ chồng, đừng lo cho